Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng đêm nay, ngày mai, ngày 8 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tại Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam, lưỡi áp cao là lục địa lệch đông. Trên cao, ảnh hưởng của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 30 độ. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đâm Rông. Ngày mai, thời tiết khá lý tưởng, hầu như không có mưa. Tuy nhiên, giữa trưa là thời điểm tia cực tím tăng cao. Người dân cần che chắn kỹ càng và bổ sung vitamin C để bảo vệ sức khỏe. Nhiệt độ dao động từ 12 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Và tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiệt độ khá dễ chịu khi dao động từ 16 đến 27 độ. Ban ngày trời nắng gián đoạn đến đầu giờ chiều, sau đó sẽ có mưa nhỏ ở một vài khu vực, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Và tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày mai trời nắng ráo, thời tiết khá dễ chịu, độ ẩm trong không khí đã giảm xuống khi dao động từ 80 đến 85%, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ngày mai trời nắng gián đoạn, giữa trưa trời nắng nóng lên đến 33 độ, chiều tối sẽ có mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 20 đến 33 độ. Độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Đà Lạt có biên độ nhiệt dao động giữa ngày và đêm cao. Đồng thời, những cơn mưa trái mùa cũng là tác nhân gây bệnh cho cây trồng, đặc biệt là bệnh sương mai trên cây hoa hồng. Một số lưu ý cho bà con nông dân trồng hoa hồng vào thời điểm này sẽ được đề cập qua chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các thành phố trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.